Vâng, để thực hiện theo lời hứa của các bác cũng như tất cả 50.000 anh em máy cày đang theo dõi kênh của em. Và hôm nay thì em lên đưa chiếc xe này ra tiết nổ cùng với sư phụ của em, tức là giáo sư Cù Trọng Xoay, đấy, có thâm niên trên 40 năm. Và em cùng các bác lúc này chúng ta theo dõi tiết nổ và chạy thử em Belarus 520, hai cầu, cầu chế các bác nha, có giấy tờ đầy đủ. Rồi các con, và xin mời giáo sư tiến sĩ. Và để tập sự. Sao anh? Trước khi tiết nổ thì anh thấy xe này số má vào như thế nào? Được không? Cái này thì cái Amiga nó hơi ấy chút về chỉnh tí. Tức là về shift Amiga thì đó, đúng không? Ừ. Bởi vì nó làm lâu nay mà nó không bây giờ nó bán. Nó không biết chỉnh Amiga. Đúng rồi, không biết chỉnh Amiga. Rồi con anh shift lại tí nữa cho nó dễ cắt. Rồi số má. Số má thì ok. Rồi con số má là ok cái nè. Cái Amiga là cứ mẹ là con số má là nhưng mà nó có sắm mình không anh? Không sắm mình. Sắm mình mới là có tầm cỡ. Sắm mình thì làm gì? Sắm mình để mà cho nó có tầm cỡ đẳng cấp. Có đẳng cấp. Là KK. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy. Rất ngọt ngào nha. Đấy vào hết số luôn rồi. Đấy. Và vâng, lúc này thì các em đã đưa cái ông chủ này đưa xuống để tăng lên một tí cái Abiza và lắp cái lắp vào cho các bác. Là hoàn tất. Một live show. Vừa nãy thì em đang review thì có một bác cũng đã chiều này coi xem bóng này. Vừa nãy vừa có người hồi mặt em này luôn. Được lấy luôn vì hôm trước đã đưa lên rồi. Nói chung là các bác ở Tân Châu Tây Ninh là rất quý. Giấy này ở Tân Châu Tây Ninh các bác nha. Bác nào ở Tân Châu Tây Ninh và thì các bác nên lấy cái giấy này. Đây các bác này, Tân Châu Tây Ninh đây. Các bác thấy Tân Châu Tây Ninh chưa? Đấy. Suối Ngô Tân Châu Tiên Ninh. Đấy. Đấy, cần dương mình. Rồi. Vậy, và có tất cả số sườn số máy đầy đủ hết các bác nhé. Đấy. Rất mong tất cả các bác nào đang xem. Đấy. Thì các bác hãy lưu ý đang xem. Đấy, lúc này em đang chạy nhé. Đấy, đang buồn buồn. Xe ta buồn buồn đi trên dặm đường. Mà làng xe ta băng qua núi đèo rồi nương. Đấy. Chào em cô gái lắm không? Chào anh cô gái mấy cày. Chào anh cô, chào anh lại mấy cậy. Rồi TBN đầy đủ. Qua cái video vừa rồi thì em đã tiết nổ TBN đuôi tròn đầy đủ hết các bác nha. Cầu lắp đầy đủ hết cho các bác. Rồi giá 145 triệu. Đấy, y như trong ấy. Bớt một chút lục lá cho các bác về. Vì em đã biết chiếc xe này lúc đầu tiên cách đây một năm. Là chiếc xe này mua 180 triệu ở Dương Minh Châu. Các bác nha, về chính em là người lúc đó mới làm video thì em đến hôm nay thì chủ cũng đã kêu em lên từ ngày hôm qua thì cũng rất đông các bác đã xem chiếc video của em rồi, trên 2.000 người coi rồi. Đấy, và đông nhất vẫn là công ty Anh Hoa là đông nhất, hiện giờ trên 6.000 người coi và đã ra đi một em 4.060 và còn lại một em 4.600 hai cầu thì em này đông khách lắm. Báo cáo các bác, nhưng các bác cũng đánh đo, nói chung là tiền, nói chung đẹp nhưng mà tiền nó cũng cao. Đấy, và có những người mua đầu bứt đầu rồi các bác nhá. Đấy, ở Đắk Lắk đã đấu thầu và chắc chắn thì chiếc đầu này sẽ về Đắk Lắk, còn riêng chiếc mọt thì thôi rồi, chỉ cần ngắt chiếc mọt ra là có người lấy được mọt luôn. Đấy, và bây giờ thì em vẫn đang còn đi sau em Belarus này 920 đời 98 các bác nhá, đời rất cao. Em này đời cao cực kỳ, liền xe. Đấy, vỏ thì còn 65-70%. Rất đẹp. Cầu chế nhưng mà cầu xịn đàng hoàng. Nói chung là bác nào mà đang còn cần dòng mạnh như thế này là ok luôn. Với số tiền cũng hợp lý. Còn các bác không chần chừ gì nữa, cái giá này là cũng rất gì là ấy đâu các bác, người ta chưa lỗ rất nhiều rồi đấy. Đấy, và bây giờ em sẽ vượt lên và em về trước. Cũng như trong nãy giờ thì các bác giải thầu được 4 phút đấy, ở đằng trước có xe em vượt lên để cho các bác nhìn đằng một chút. Rồi giấy tờ Suối Ngô Dương Minh Châu các bác nhé. Suối Ngô Tân Châu nha. Đấy, xuất xứ Tân Châu. Rồi các bác, em tiến lên. Đây các bác này. Đấy. Ok.
về ha. Được chưa? Được không? Rồi, ok. Đấy. Rồi. Vâng, và bây giờ thì xe cũng đã đi qua và các bác cũng đã chứng kiến và video cũng đã lên rồi các bác nhá. Một video tiết nổ rồi. Và video này là video tức là chạy cùng với xe. Đấy, cho vui một chút đi cho các bác xem đường Hớn Quản, đa quốc lộ 13. Đây các bác. Và lúc này thì thời tiết hôm nay thì mát mẻ. Vâng, và đầu giờ chiều thì em lại qua Dương Minh Châu, sẽ có khách để em tìm cho các bác đầu 4.600 các bác nhá. Và mọt xịn có giấy tờ. Rồi mong các bác hưởng ứng và cũng như các bác xem kênh, em xin chân thành cảm ơn. Hẹn lại các bác video sau.